Đây là cách rất thiết thực để giữ cho ngoài êm, ngăn ngừa nguy cơ xung đột, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Vấn đề này tôi cũng nhiều lần là trao đổi góp ý kiến với các đồng chí. Quân đội làm công tác đối ngoại mới hay. Bảo vệ từ sớm, từ xa. Nó không xảy ra thì mới hay, để nó xảy ra rồi thì đi đối phó. Đấy là hạ sách. Cho nên phải nghiên cứu, phải nắm vững, biết trước, biết sớm để hóa giải nó đi trước đi. Đấy, cái tư tưởng ấy có phải đúng không? Nên như thế. Để nó xảy ra rồi mình phải đối phó đang dở. Nó bị động bất ngờ thì càng dở, không chấp nhận được. Tôi muốn nhấn mạnh cái điểm này. Cho nên phải nghiên cứu chiến lược, phải có thông tin và dự báo các tình huống. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước các vấn đề ở tầm chiến lược về quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta đã giữ vững được thế chủ động chiến lược, không để bị động bất ngờ, khôn khéo, mềm dẻo, linh hoạt trong xử lý các cái tình huống, đề xuất rất sát những chủ trương đối sách, giải pháp cơ bản lâu dài và giải pháp xây dựng quân đội trong tình hình mới, nhất là xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ. Và rồi qua mấy sự việc này, chúng ta rút kinh nghiệm và quân đội chúng ta rõ ràng là bản lĩnh rất là kiên cường, xử lý kịp thời và có quyết sách rất đúng đắn.